Chào bạn, trong ngày hôm nay thì Trình sẽ nói về cái hệ thống nội soi và các bạn có thể truy cập vào trang web kỹ thuật y sinh blog. Đây là cái blog cá nhân của mình, trong đó có lưu lại cái bài này. Thì hệ thống nội soi, lịch sử phát triển của nó, máy nội soi là một cái thiết bị y tế có chức năng là thăm dò, quan sát và đưa ra những cái chẩn đoán điều trị bệnh liên quan đến tiêu hóa, liên quan đến tai, vân vân. À, đây là cái hệ thống nội soi tiêu hóa nhé. Và cái phần này mình xin lướt qua, không quan trọng. Năm 1970 thì soi đại tràng ống mềm, cắt bóp ly. Năm 73 thì là cắt cơ. Năm 79 thì nó đặt cái ống lưu mật. Thì cái nguyên lý chung của máy nội soi, nguyên lý chung đây, chúng ta có thấy là cái này là cái mắt của nó, đây là cái nửa lăng kính của nó. Đấy. Nguồn sáng được phát ra từ từ các đèn và nó truyền qua cái bó sợi quang quang học theo nguyên lý là các quang đến đầu đầu nội soi. Đúng không? Đây chúng ta có thể thấy cái dây dẫn sáng thôi và nó được truyền qua gấp khúc qua nhiều cái lăng kính ở bên trong cái dây dẫn ấy. Cho nên là khi mà chúng ta cuốn lại cái dây dẫn ấy, thì chúng ta phải cuốn nó có thứ tự và nó không gấp khúc để tránh nó bị hỏng. Đây là hình ảnh ở bên trong cái dây dẫn sáng, nó gồm rất nhiều các ống dẫn. Sơ đồ khối chức năng máy nội soi thì nó bao gồm là khối điều khiển chính sẽ được giao tiếp với cái khối giao tiếp này là bàn phím và màn hình hiển thị nhé. Sau đó cái khối điều khiển chính này nó sẽ điều khiển khối đèn, đèn này gồm đèn A và đèn B, khối đèn này sẽ chỉ đạo cho cái ống nội soi. Đấy. Khối đèn này nó cũng điều khiển cái ống cái động cơ. Theo sơ đồ khối thì máy nội soi có các thành phần sau, đó là thiết bị soi. Thiết bị soi thì bao gồm là ống nội soi này, đồng nội soi này, các thành phần bổ trợ sinh thiết này, đường ống dẫn khí này, nguồn sáng. Nguồn sáng thì các khối đèn có công suất cao và nó tạo ra ánh sáng mạnh soi sáng ở bên trong dạ dày. Động cơ chắn sáng cho phép chuyển đổi nguồn sáng giữa các đèn. Bơm khí hút dịch thì được dẫn vào trong dạ dày và thổi phồng các cơ quan này lên, tạo khoảng trống tăng cường quan sát, đồng thời là hút những cái chất dịch làm tăng cái khả năng quan sát. Hệ thống làm mát, hệ thống có nguồn, khối điều khiển nó sẽ xử lý điều khiển tất cả các tín hiệu từ các khối thông qua cái hệ thống giao tiếp bàn phím và hiển thị trước mặt, đúng không? Trước khi tiến hành nội soi thì hệ thống soi sẽ phải sinh thiết, tức là phải sinh thiết, phải tiệt trùng cẩn thận, và bệnh nhân đã được cho uống thuốc là tăng sáng vào dạ dày, sau đó nội soi vào dạ dày thông qua họng. Đây là cái hệ thống nội soi bằng tiêu hóa nhé. Đối với đầu nội soi thì nó gắn với camera và hình ảnh sẽ được hiển thị ở trên màn hình. Đây là cái dây dẫn sáng nó đây. Dây dẫn sáng nó phải chịu nhiệt độ cao thì nó sẽ biến đổi thành như thế này. Các khớp nối quang học. Mỗi khớp nối quang học thì nó chịu mất khoảng là 20% độ sáng. Với đường kính là trung bình thì khoảng là 0,75 cho đến là 5 mm. Hệ thống ống nội soi mềm thì chúng ta có cái hệ thống như sau: bộ xử lý ảnh nó sẽ truyền đến cái nguồn sáng này và nó kết nối với nhiều van hút, van khí, van sinh thiết. Đấy, chúng ta sẽ vào cái trang blog của mình để xem nhé. Ở đây mình lưu qua thôi. Cấu tạo ngoài của ống nội soi, cấu tạo ngoài chúng ta sẽ thấy là ống khí này,
dây dẫn sáng này, bộ nối bình nước này, kết nối với máy hút này, và nó được thông qua các phần điều khiển. Điều khiển thì gồm có nút điều khiển này, xi lanh hút này, van hút này, van khí nước này, xi lanh khí nước này, đấy, phần uốn cong đầu xa này. Đấy. Các bạn có thể liên hệ với mình qua cái Facebook đây. Và qua số điện thoại này 0834030928. Cấu tạo bên trong ống nội soi chúng ta có thể, mình sẽ phóng to lên để cho các bạn thấy. Đây là cái 3 CCD camera, nó gồm nhiều lăng kính ở bên trong đấy. Và cái lăng kính này nó khúc với nhau, nó truyền ảnh. Cấu tạo đây, cho bên trong đầu nội soi đây. Và cái khối này là khối 3 CCD. Nội soi 1 CCD thì nó có cái khối CCD này, cái khối bên trong lăng kính. Đây là CCD này, Made in Shutter này, Iron Fiber này. Trường nhìn thì nó gồm có là thấu kính và nó có cái trường nhìn, khoảng cách tối thiểu, độ sâu trường nhìn. Đối với trường nhìn rộng thì nó chúng ta sẽ không cần di chuyển ống kính soi. Đối với trường nhìn hẹp thì chúng ta phải lùi ra sau để quan sát cùng kích thước. Ống nội soi chia làm 3 thành phần, là kết nối với nguồn sáng, ống đưa vào bên trong bệnh nhân và bộ vi điều khiển kết nối với nguồn sáng. Đây đầu kết nối với nguồn sáng, kết nối ống nội soi tới đầu ra của nguồn sáng và truyền ánh sáng từ nguồn sáng vào trong nội soi, thì gồm có các bộ phận sau. Tức là chúng ta truyền ánh sáng từ nguồn sáng vào bên trong ống nội soi, gồm có các bộ phận như là ống dẫn hướng sáng này, ống dẫn khí này, hai công tắc điện này, kết nối khối kết nối điện và đầu nối nguồn nước và nguồn khí. Đầu nội soi, đây là cái đầu nội soi, chúng ta có thể thấy lai ngôi này, object lens này. Đây là nơi tiếp xúc trực tiếp với các bộ phận ở bên trong dạ dày. Tại đây thì có đặt một cái thấu kính, bậc kính để chúng ta thu nhận được những hình ảnh của các bộ phận mà đầu nội soi quét tới. Ống nội soi là cái ống mềm, bên trong là có những cái bó sợi quang học và hệ thống thu nhận ảnh. Sợi quang học có chức năng là dẫn ánh sáng từ nguồn sáng phát ra truyền đến đầu nội soi đến để soi sáng dạ dày. Hệ thống thu nhận ảnh thực chất là một cái hệ thống thấu kính sắp xếp cái hợp lý để quan sát được ảnh. Phần đầu ống thì có một phần có thể uốn cong được, cho phép đầu nội soi quan sát được trường rộng hơn. Đây, như chúng ta có thể thấy nó quan sát không độ, góc không độ đấy. Ngoài ra thì ống này có chứa các ống khác như là ống dẫn khí, ống dẫn nước, ống thiết bị sinh thiết dùng để xúc rửa. Bộ phận điều khiển thì hệ thống điều khiển góc quay của cái đầu nội soi, nó cho phép đầu nội soi lên xuống sang phải sang trái các góc độ, thông qua các góc độ khác nhau. Như trong hình đây chúng ta có thể thấy là nó lên 210 độ, xuống 90 độ và sang phải 100 độ, sang trái 100 độ. Đấy. Và chúng ta sẽ kết thúc cái bài học đây. Ở cái bài học tiếp theo thì chúng ta sẽ học cái cách mà chúng ta sẽ bảo trì, bảo dưỡng, cách chúng ta vệ sinh các thiết bị nội soi. Hẹn gặp lại bạn ở cái buổi học tiếp theo.